Đây là trái su non nha, ăn rất ngon, ngọt lắm, nó thơm và nó thơm nó bùi. Con ngỗng này nó cũng rắn nhẵn nhẵn rồi. Chà, tất cả mọi người, hôm nay mình ăn mắm mực là này là mình ướp gia vị là ngày hôm qua rồi, mà tỏi, đường, bột ngọt với ớt á là mình ướp ngày hôm qua cho nó thấm, bởi mình bỏ trong tủ lạnh, mình muốn ăn mình đem ra thấm rất là ngon nha. Mực này á, người ta làm mắm á, là làm bằng mực tươi nha, nó không có thúi. Đây là người ta cũng có cái công thức riêng, là nói chung là cái vị nó là không có tanh, rất là ngon nha. Mình ướp và để qua 1-2 ngày đó nó thấm dùng mực rất là ngon, ăn với cơm này kia, rau này kia cũng cực kỳ ngon. Hôm nay á, thì mình ăn kèm với rau nè, rau ngổ nè, lục bình nè, đặc biệt phải có sầu đâu, cà pháo. Còn này là trái su nha, trái su này su non làm luộc ăn rất là ngon nè. Mình có gì thì mình có thể nặn chanh vô đó, nặn chanh vô rất là ngon, chua chua ngọt ngọt, mặn mặn cay cay, trời ơi còn gì bằng nữa. Mời tất cả mọi người ăn cơm với mắm mực nha. Đây là trái su non nha, ăn rất là ngon, ngọt lắm, chấm với mắm mực. Nó thơm và nó thơm nó bùi. Ngon lắm. Công nhận trái su non này luộc là ăn phải thơm ngon với giá bùi. Đây là mực nguyên con, mực này là ấp gia vị ngày hôm qua, nó thấm vô trong mùi mực rồi. Bình lục bình non nè, ăn mắm rất là ngon. Sầu đâu rất là tuyệt vời, chua chua cay cay mặn mặn ngọt đã rồi. Đây là rau ngổ nha, rau ngổ này nó cũng rắn nhẵn nhẵn rồi, có thể mình xào rồi kia ăn rất là ngon. Đồ ngọt sống rất là ngon. Mắm mực là rất là ghiền không? Đã luôn. Lá lục bình non nè. Lá lục bình non để nguyên mực lên như nè. Trời ơi. Công nhận trái su non á, luộc ăn á, nó bùi nó ngọt, rất là ngon trời, tuyệt vời. Có lệnh rau ngổ đang sống cực kỳ ngon nha, quá đã. Được rồi.